Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay trở lại kênh nhà đất Hồ Chí Minh. Mình sẽ tự giới thiệu, mình tên là Nam. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn căn nhà tại đường số 30 phường 6 quận Gò Vấp. Các bạn có thể nhìn thấy mình đang đứng trong căn nhà này, một trong những căn nhà rất là đẹp mà nhà đất Hồ Chí Minh review nha các bạn. Mình sẽ quay mặt tiền trước và đi vào căn nhà cho các bạn cùng tham quan. Và đây là mặt tiền trước của căn nhà này nha các bạn. Gồm có một trệt, một lửng, hai lầu, một sân thượng. Một căn nhà thiết kế hiện đại rất là đẹp nha các bạn. Và đây là con hẻm trước mặt căn nhà này. Đây là con đường nhựa, xe hơi ra vào thoải mái nha các bạn. Và ở phía trước này chúng ta sẽ có một khu vực đậu gara ô tô. Mình có thể đậu một chiếc xe 7 chỗ, 4 chỗ. Cạnh bên mình có thể đậu xe máy thoải mái nha các bạn. Và phía bên trong chúng ta sẽ có một khu vực thang máy, căn nhà này có thang máy luôn. Một căn nhà thiết kế hiện đại. Đây, chúng ta sẽ có một khu vực thang máy ở đây. Và cạnh bên có một khu vực toilet nhỏ ở đây. Thiết kế rất là đẹp nha các bạn. Toàn bộ không căn nhà này, toàn bộ không gian của căn nhà này đều có hơi hướng của cây xanh nha các bạn. Nên đi vào căn nhà nhìn rất là thích luôn. Ở phía trong này chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách ở đây. Căn nhà với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 14m, tổng diện tích công nhận 54m2, gồm có một trệt, một lửng, hai lầu, sân thượng. Và đây là khu vực phòng khách. Một căn nhà có thiết kế phòng khách rất là đẹp luôn. Ở trong căn nhà này có rất là nhiều hệ thống cây xanh nha các bạn. Ở phía trước này chúng ta có thể để một khu vực TV ở đây. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực tầng lửng của căn nhà này. Đây là khu vực cầu thang của căn nhà này. Đây, khu vực cầu thang được thiết kế rất là đặc biệt. Đây là khu vực tầng lửng của căn nhà này. Hiện tại khu vực tầng lửng này đang làm khu vực phòng bếp nha các bạn. Và phòng bếp này có một cái view. Đặc biệt căn nhà này có một cái mặt tiền là view rất là đẹp luôn. Ra một khoảng không nên đi vào căn nhà nhìn rất là thích, rất là thoáng luôn nha các bạn. Ở bên này chúng ta sẽ có một khu vực bếp, tủ bếp trên, bếp dưới, bồn rửa. Và đây là khu vực phòng bếp nha các bạn. Đèn trang trí rất là đẹp luôn. Một căn nhà thiết kế vô cùng tinh tế luôn nha các bạn. Ở bên này chúng ta sẽ có một khu vực để mình để tủ lạnh. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực thang máy nha các bạn. Thang máy của căn nhà này được thiết kế bằng hoàn toàn là bằng kính luôn. Nên đi vào căn nhà mình sẽ cảm giác rộng hơn nha các bạn. Và mình sẽ khám phá khu vực lầu 1 của căn nhà này. Đây là khu vực lầu 1 của căn nhà này. Đây là một căn nhà thiết kế lợp tầng nha các bạn. Đây, khu vực tầng 1. Căn phòng ngủ master. Nếu quý chị và các bạn nào mình mua về thì mình chỉ cần xách vali vào và ở thôi. Toàn bộ tất cả các hệ thống đã có sẵn ở trong căn nhà này rồi. Ở phía sau này chúng ta sẽ có một khu vực toilet nha các bạn. Một cái toilet thiết kế không gian mở, có hệ thống cây xanh ở trong, rất là thích luôn, rất là đẹp luôn nha các bạn. Một thiết kế vô cùng tinh tế luôn.
anh chủ nhà này là một người có ý tưởng thiết kế rất là đẹp luôn. Đi vào căn nhà nhìn rất là thích. Bên này chúng ta sẽ có một khu vực tủ, ôm tường. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực phòng ở phía trước. Một căn nhà thiết kế lịch tầng nha các bạn. Các bạn có thể cảm nhận được gió thổi vào rất là mát luôn. Ở phía bên trái chúng ta sẽ có một khu vực tủ và quầy để tivi. Và phía trong này sẽ là một khu vực giường. Và ở phía trước các bạn có thể nhìn thấy một thiết kế cửa lùa rất là đẹp luôn nha các bạn. Toàn bộ là không gian mở. Và ngoài kia chúng ta sẽ có rất là nhiều cây cối luôn. View ra phía trước rất là thích luôn. Và phía bên này chúng ta sẽ có một khu vực cửa lùa. Căn nhà này hướng đông nam nên quý anh chị và các bạn nào mình thức dậy vào buổi sáng và mình sẽ nhìn một cái view ánh nắng ở ngoài này sẽ rất là chill luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn. Ở phía trong này chúng ta sẽ có một khu vực toilet ở đây. Tiếp đến các bạn hãy cùng mình khám phá khu vực lầu 2 của căn nhà này. Tương tự như căn phòng ở phía dưới thì căn trên này chúng ta cũng sẽ có một cái phòng master ở phía trước có view ra bên ngoài không gian cây xanh nha các bạn. Và cửa là toàn bộ là hệ thống cửa lùa, một không gian mở để mình có thể hòa quyện vào thiên nhiên. Một lối kiến trúc thiết kế hiện đại vô cùng tinh tế nha các bạn, vô cùng đẹp luôn. Và phía bên này chúng ta sẽ có một khu vực bồn tắm ở đây. Bồn tắm nằm ở đây nha các bạn. Có view ra cây. Rất là thích luôn nha các bạn. Bên này sẽ có một khu vực bồn tắm đứng. Mình sẽ đảm bảo luôn những người khó tính nhất đi vào căn nhà này cũng sẽ rất là thích luôn nha các bạn. Đây là khu vực sân thượng của căn nhà này. Có một cái view ra phía bên ngoài rất là thích luôn. Và đây là khu vực sân thượng ở phía sau, mình có thể làm khu vực váy áo quần ở phía sau. Bên này cũng có một góc chiêu nữa nha các bạn. Tất cả những ngóc ngách nhỏ nhất ở đây cũng sẽ trở thành chiêu trên mạng xã hội nha các bạn. Mình xin tổng hợp lại thông tin cho các bạn cùng tham quan. Căn nhà tại địa số 30, phường 6, quận Gò Vấp với diện tích bề ngang là 4m, chiều dài là 4m. Tổng diện tích công nhận 54m², gồm có một trệt, một lửng, 3 lồng sân thượng nha các bạn. 5 phòng ngủ, 1 phòng tắm, 6 toilet nha các bạn. Căn nhà hướng đông nam của quý vị và các bạn nào ở Đông Tử Trạch. Hiện tại căn nhà này đang đáo bán với giá là 11.800.000 có thương lượng. Nếu quý vị nào có thể liên hệ với mình theo số điện thoại 0901 2 4 0 2 4 9. Ngoài ra thì những điều mà mình có thể hỗ trợ cho các bạn là những đăng ký kênh và những nội dung